Hello mọi người, đây là công việc của người mới chơi YouTube. Đây này, ông anh trộm tiền nhá. Đây nó sang Việt Nam cắt lúa này này. Ê anh ơi, không kịp mà. Đang làm gì á? Cắt lúa hả? Ừ. Đây mọi người, đây. Đây hai anh mới ra quân nha. Đây, để đang cắt lúa này này. Ra năm ngoái, bây giờ là sắp lấy vợ rồi. Thằng này này, thằng anh Park nha. Còn áo trắng đội mũ kia là anh Khuếch. Còn anh áo ra tay một bên đó. Thằng Khuếch nha. Cắt đi nhanh đi. Nhanh xong để về. Cắt luôn là nghe nó không to đâu. Cắt mai không đó. Mai hả? Luôn nó to lắm. Đây mọi người, lụa chết hết rồi nha. Nước nó ngập á. Chưa mọi người, chúng mày. Lụa là một năm là 3 tấn. Nếp á. Nhiều tên chúng tao muốn làm này mất 3 năm chơi rắn.